Với thông điệp tính mạng con người là trên hết, việc kiểm tra nồng độ cồn siêu nhanh đã được triển khai đồng loạt trên cả nước. Với phương pháp này thì thời gian kiểm tra được rút ngắn đi nhiều lần so với trước, đồng thời tạo được tâm lý thoải mái cho những người bị kiểm tra, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại km 68 quốc lộ 51 giáp danh giữa thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, để tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tạo tâm lý thoải mái cho chủ phương tiện khi đo nồng độ cồn, việc phân làn bằng các cọc tiêu và biển báo phản quang đã được triển khai. Điều này giúp người điều khiển phương tiện nhanh chóng tuân thủ các yêu cầu của lực lượng chức năng. Với phương pháp kiểm tra mới, thời gian kiểm tra nồng độ cồn chưa tới 10 giây, không làm phiền nhiều lái xe, đồng thời giúp ngăn ngừa người say rượu bia chống đối. Do đó, việc kiểm tra nồng độ cồn đã được đa số người tham gia giao thông hợp tác tích cực. Thì coi như cảnh sát giao thông mà kiểm tra này thì tốt cho tài xế và không gây tai nạn kia thì đó là rất ủng hộ, tốt. Uống rượu mình uống từ trưa rồi, mình ngủ giấc dậy rồi. Chứ không phải là mình cũng không có, mình biết là uống rượu là sai, mình không có chạy đâu. Mình ngủ rồi mới dậy. Tuy nhiên, với cách bố trí hai làn xe kiểm tra, nhiều lực lượng cảnh sát tham gia và chỉ thực hiện trên các mặt đường rộng, nên những người say rượu bia có thể phát hiện sớm mà tránh né, đi đường khác để thoát được sự kiểm tra của cảnh sát giao thông. Qua kiểm tra nồng độ cồn, gần 400 người điều khiển xe ô tô, xe máy, chỉ có 13 trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý. Đáng chú ý, tại các tuyến đường huyện, dù lưu lượng xe ít hơn các đô thị, song tỷ lệ vi phạm lại cao hơn. Điều đáng nói là người dân khu vực này vẫn có tư tưởng xem nhẹ tác hại rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Một tiệc sinh khai trương của đứa em thì anh có uống mấy miếng, thật sự là khoảng 4-5 lon vậy. 40% số vụ tai nạn giao thông là do chủ phương tiện sử dụng rượu bia, 11% số người tử vong cũng do sử dụng rượu bia. Còn số này khiến nhiều người không khỏi lo ngại, nhất là những ngày Tết đang đến gần, tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông chắc chắn sẽ còn tăng rất cao.